Là cái khách hàng của mình dùng sữa và cảm nhận của khách hàng này. À, hồi khi ra tôi bệnh nhất và nặng chân, nặng lưng, nặng lắm. Mà khi đến khi mà tôi đi bệnh viện qua Đà Nẵng là siêu âm, âm ray về là cũng không bớt. Đến khi tôi nghe người ta giới thiệu là sữa này rồi bắt đầu khi uống bắt đầu một lon mà chưa hết là khi đã tác dụng đã nghe hết rồi. Nặng lưng, nặng ruột luôn, nặng như ợt mà sạc qua lưng vậy. Mà đến khi đến bây giờ là tôi không còn gì nữa mà tôi uống khi một lon mà đến bây giờ 4-5 lon rồi. Là bình tĩnh bây giờ khỏe hết tất cả. Mà trước đấy Nên là tôi cô trước bị bệnh gì cô hả? Trước đấy trước là cô khi ra bị đi khám là người ta nói bệnh là bị khớp co này, tôi bị thoái hóa lưng, tôi bị đệm một L3, L5. dạ. Mà đến khi mà đi điều trị là không thể bệnh viện nào cũng có hết. Rồi cô trước khi cô uống sữa Năm này là cô có dùng cái thuốc nam hoặc là thuốc thuốc tây gì không? khi mà đến khi mà chưa dùng thuốc này nha, là nam có, bắc có, tây có, đủ loại hết, âm ray đợt đầy đủ hết trơn, không có thể bệnh viện nào ở Huế cũng đi luôn. Ra năm 12 ngày ở Huế cũng bớt. Dạ. Đến khi mà tôi uống sữa này nè là trong tháng 12 Dạ. 2019 Dạ. đến nay 2020 Dạ. là bây giờ bệnh tình không còn gì nữa, nằm cũng hết trơn. Cô uống được mấy lon rồi Tôi cô? uống là hết 4 lon rồi, chuẩn bị uống lon Dạ. thứ năm nữa là sắp Dạ sửa đến dạ. lon thứ năm, Dạ. mà khi một lon đã thấy ra hiệu quả rồi. Dạ. Như theo như tình trạng sức khỏe của cô là bây giờ là cô có cảm giác là khi cô uống lon thứ tư rồi bây giờ cô làm đâu rồi công việc ở trong nhà rồi cô có thấy mệt hoặc là cô có cái triệu chứng đau như hồi trước nữa không? Không, bây giờ hồi kia là quét cái sáng hay lâu về nhà là không được, Dạ. phải ngồi ngồi mà đau lắm, đau mà Dạ. đến nỗi mà khóc luôn ấy. Dạ dạ. Đến bây giờ là quét nhà lâu, nhà nhà trên nhà dưới bất cứ nhà gì cũng lâu hết trơn, tất cả Dạ là không dạ. còn mình gì trơn Dạ. hết. Khớp tay hồi kia mình gai hụt nút nghe, gai cũng được, Dạ. mà đến khi bây giờ tay chân dẻo rồi, Hồi rồi là cô hay hay bị cái chuột rút à, bị chuột rút. À, con đến như cái nỗi thì chuột rút nữa nghe, Dạ. chuột rút là lần là cấm chân luôn, Dạ. lấy dưới bắp chân dưới đây này. Dạ. À, dưới măng rụt rụt bằng cấm cũng bị cấm sâu hết rồi, nằm khắp một chập rồi bằng nhả ra, Dạ. nhả ra là hết. Khi uống sữa này đến bây giờ không còn chuột rụt luôn, Dạ, thấy gì không, hay, dạ. mình thấy cái sữa đây mà còn dây mới ai mà thấy ồ kiểu hay Sữa luôn. đấy là gọi là sữa chứ có biếng có. Sữa đây là người ta gọi đây là sữa lắc À, sữa mà tôi lắc. chẳng không biết sữa gì. À, rồi con nói cho cô nghe này, sữa đấy là gọi là sữa alpha lipid. À, Alpha dạ. lipid Nó vì nhờ cái công nghệ lắc á, cho nên nhờ à, cô hay kêu lắc đó, lắc lắc. đến Dạ, trăm rồi. cái, 80 cái, 100 cái, mà có hồi tôi lâm xiên rắc lấy 100 mấy là sữa uống rất ngon luôn. À, dạ. Rắc nhiều là sữa còn đặc, Dạ. rắc nhiều là sữa đặc que là ngon, mà làm điểm rắc là cái sữa nó không lọc, mà đến Dạ. khi mà lắc lắc tới luôn nha là cái sữa nó đặc, uống trong miệng là rít luôn. Dạ, và đây là cái khách hàng thực tế nghe cả nhà mình nghe. Đây là một khách hàng thực tế mà em truyền đi để lấy cái thông tin. Rồi bà chỉ giống tôi Dạ, ngày rồi. hôm qua, bà thấy tôi có đứt khỏe, bà chỉ lên mà lấy 2 lon, bà này lên ơi mà lấy sữa nào. Tôi đi Rồi, uống đâu bây có lấy cái giờ đó 2 lon. truyền xin cắt clip ở đây đây Không về lấy nữa là tôi gặp đi chờ luôn. cả nhà Đi xem mà cái clip đó. của truyền thì nhớ đăng ký kênh và subscribe cho truyền nha và có những comment để cho truyền có cái động lực làm những clip khác nha. Rồi chúc cả nhà Đến bây giờ nghe có rồi rồi tiền chúc cả nghe nhà người sức ta khỏe uống sữa rồi. đây. Truyền chào cả Không nhà uống nhé. thuốc, không có một viên thuốc tây nào. Khi uống sữa đây là không có thuốc tây, không có thuốc nam, không có thuốc bắc luôn.